Ủa, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mọi người? Thì nãy giờ có một tên thợ săn đến đây bắt những con mèo khác chứ gì? Ấy, xử chưa? Để tao xử đó, chặt bà thằng nhóc đó. Đâu rồi? Ây da! Ngu rốt. Giờ này trễ rồi, sao mà ba vẫn chưa về nữa vậy ta? Bình thường là... Mày về rồi đây. Ê! Chào ba. Ừ, chào con. Đem mấy cái này vô nấu ăn cho ta coi. Ủa? Nhanh lên nha, tao đói bụng. Hôm nay chỉ ăn cá thôi hả? Ừ, chỉ ăn cá thôi chứ ăn gì nữa. Nhanh lên, đói bụng quá. À, đúng rồi, nhắc củi mới nhớ. Hết củi luôn rồi. Hết củi thì con phải làm gì? Đi lấy củi, nhưng mà bây giờ tối rồi, ba kêu tối không được đi ra ngoài mà. Tối không được đi ra ngoài, nhưng mà nếu mà chúng ta không đi ra ngoài chúng ta chết đói thì cũng như không. Đi đi con, đi đi. Ừ, nhưng nguy hiểm rồi sao? Không có nguy hiểm gì hết, ta lo được. Có gì nguy hiểm thì cha tới cứu con. Bây giờ đi lấy cho cha, rồi cha ở nhà cha sẽ làm việc. Giờ con về chúng ta ăn chung. Đi đi, đi đi con. Đi đi con. Con về sớm nha. Ừ, bye bye. Nhớ đi sâu sâu vô rừng nha con. Củi ở trong đó nó mới cháy lâu. Chứ củi ở ngoài rừng là nó không cháy đâu. Ui, kệ vậy ta, củi nào cũng là củi à. Kệ đi. Chắc là có cái gì đó khác nhau mà mình không biết. Ôi trời ơi, giật cả mình. Hello cutie pie. Để mình đi lẹ lẹ rồi mình về. Mấy cái cây này chắc được nè. Lấy mấy cái cây ở đây đi. Chặt gỗ này, chặt gỗ lẹ lẹ. Chặt hết cái cây này là chắc vừa ha. Nhưng mà sao mình... À, tiếng gì cơ? Ui! 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 Cái gì vậy nè? Ui! 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 Ba bên kia mà bị cái gì thì mình sẽ lên trên cao. Ai da! Ai da! Ai da! Ai da! Cái gì vậy đây trời? Có lo, ta nhìn cái dáng dấp của nhóc là ta biết nhóc đang bị lạc đúng không? Người ngoài hành tinh hả? Trời ơi, sao con nhỏ này nó nhát gan vậy trời, chắc tôi phải biến lại con mèo cho nó dễ chịu quá. Rồi. Mèo mèo mèo. Hết tôi, hết tôi. Ôi đi đâu vậy? Nhưng mà bạn đừng có biến thành cái kia đó nha, ghê lắm ơi. Cái đó là trình giả của tôi, không có đẹp trai hả, đẹp trai. Bạn có hai nhân cách hả? Hồi nãy kêu bằng anh với tôi, bây giờ kêu bằng bạn với tôi. Đã quá, không biết nữa. Hay nhưng mà
Và tôi còn một người nữa là anh trai của Cui. À thế hả? Đúng có rồi. Nhà luôn, có nhà luôn. Vậy mà nói tưởng mẹ là mèo hoang á. Không có lắm bạn, bạn là con hoang thì có. Cái gì vậy? Tôi không phải con hoang. Tôi có ba đàng hoàng nha. Chỉ là tôi đi dạ? Tôi đi lấy củi cho ba thôi. Đợi tôi với, đợi tôi với. Tôi không có ba mẹ. Tôi đi mệt mẹ. Vậy đi cho nó lẹ. Nhà bạn ở đâu? Chở Hi, chở Hi. Đi thôi, đi thôi, tới nhà của tôi rồi. Wow. Đây nè. Nhà trên cây hả? Đúng rồi, xuống đi. Xịn thiệt á, tôi cũng... Đây là nhà của anh. Tôi nhỏ tuổi hơn tao mà tôi gõ cái đầu bây giờ. Ai biết đâu, nãy tự nhiên kêu người ta bằng tôi, bằng bạn. Chứ bây giờ người ta kêu lại, chửi. Người ta kêu vậy cho người ta đừng nhóc đỡ sợ thôi nhóc. Đi vô đi coi chừng mấy con này ăn thịt hết bây giờ. Đừng, chú báo này có làm vậy. À, tôi giới thiệu. Đây là khu vực của những họ họ nhà mèo nên có thể có những con sư tử rồi con báo rồi. Ai? Giật cả mình à. Ai vậy? Hello à. Mấy anh trai của em. À, mấy anh trai này hay ngại ngùng lắm. Không biết anh trai kia tôi của tôi đâu. Anh là em Út ở đây hả? Em Út ở đây hả? Đúng rồi, anh là em Út. Bây giờ anh có em Út mới rồi. Ủa gì? Em nè. Em Út mới. Em là em Út mới. Tôi phải đi về nữa đó. Thôi không về vậy đó. Ơi. À, anh cả đây rồi, anh cả ơi, anh làm gì vậy? Trời ơi, câu sáng giờ, ủa về rồi hả em trai? Dạ anh trai, em mới dắt về một cô bé. Ô, con người, sao mày đem con người vậy? Mày biết không bình hả? Bình... Mày biết không bắt nó, anh quăng xuống dưới. Anh bình tĩnh không? Còn gì nữa đâu mà không, phải sầu. Kêu bình tĩnh mà trời ông anh này. Nói chung là ông mày ấy mà gì một đứa con người mà mày dám đẩy anh trai mày xuống đây sao? Thì anh là mèo mà anh đâu có bị gì đâu mà anh lớn tiếng vậy. Ây da. Trời ơi bà. Trời ơi. Trời, hai cái con người đi mắc cười quá à. Người ta nói con mèo có chết mạng nó không có chết. Ai con nhóc kia. Nhưng mà em có sao mày đi thôi. Đến đây? Anh đừng có xoay em xuống dưới nha. Mày đến đây mày tìm hiểu cho loài con người rồi xong mày kêu con người đến đây bắt tụi tao phải không? Tao biết không con có. Người. Đó là nơi đó mình lạc anh ơi. À, trời ơi. Hiểu gì đâu, em bị lạc. Mấy con mèo nó sợ người lắm em. Em nhìn nè. Này mấy đứa anh trai này nó chạy tơ lưa nè. Em kêu chạy tới chạy tơ lưa nè. Trời ơi. Rớt xuống nước rồi. Chạy đi. Mấy anh trai thì chứ. Nói được rồi. Rớt xuống nước luôn rồi. Nhưng mà sao anh lại thấy em bị lạc trong khu rừng nó vậy? Đêm khuya con nít nôi đi đêm lâm la vậy. Em đi chặt gỗ cho ba. Ba kêu chặt gỗ. Trời ơi, ông ba nào mà ác ôn dữ vậy ta. Ba kêu ngày mai phải có gỗ cho ba. Cho nên là ba kêu đi chặt gỗ về sớm. Đúng rồi, bây giờ đi đi. Trời ông khùng á. Em để nó đi một hồi là nó vô bụng mấy người anh em của mình luôn á ông ơi. Rồi sáng giờ nè. Có biết chỗ về đâu. Đây, anh kia đang ngủ, anh kia làm gì trời. Làm gì anh? Sáng giờ nó kêu mày tìm đồ ăn, mày có tìm chưa tô gà? À, hồi nãy nhóc nó cho em mấy cục cá nè, em cho là anh nè. Cá hả? Đâu? Đúng rồi, hơi bị ngon. Em ăn hết trơn rồi, còn cái sợi gậy mà. Ủa, hai anh là mèo gì vậy? Mèo gừng hả đúng không? Mèo rừng đúng rồi, mèo rừng. Là mèo gừng. Đúng rồi. Đó chứ em còn một cây nè anh ơi. Ú. Thằng mất dạy. Giết ngay. Hai người này mất cười quá. Ủa hai tên gì vậy? Anh tên là tôi gì? Cái gì? Tô gà tí gì? Ủa sao con mèo là tô gà? Con mèo là tô gà, tô mèo chứ. Anh là mèo tô gà tí gì? Còn này là mèo sầu riêng tí gì? Đúng rồi. Em là Nabi. Nabi tí gì hả? Nabi vậy trời ơi. À thế á, thôi kệ em. Nhưng mà anh nghĩ là đêm nay em phải tạm tá túc ở nơi đây rồi. Chứ không đi về được đâu. Chắc là vậy đó. Chứ bây giờ em không biết chỗ này là chỗ nào luôn. Ở đâu mà toàn biển không à. Sao mà đi về được. Không biết trời ơi, sao giờ. Ủa nhưng mà tụi anh không có chỗ ngủ hả? Em đi vòng vòng nãy giờ em không thấy chỗ ngủ đâu hết trơn á. Trời ơi, em muốn ngủ ở đâu em ngủ? Mèo tụi anh biết ngủ không? Tụi anh ngủ ngược trên cây mà em tụi anh treo ngược. Coi nè, coi tụi anh nè. Coi tụi anh nè, tụi anh bay nhảy trên cây nè. Đúng rồi. Nhảy thôi. Ôi. Ôi. Anh có sao không vậy trời ơi. Chỗ này thấy ghê quá hả? Nè là chuyện thường xuyên không em, không sao đâu em. Rất hoài à. À bởi vậy người ta nói mèo có chính mạng lận. Mấy người này không chết đâu. Nhưng mà mình có rồi, anh còn có một mạng à. Rất tám lần rồi. Nhưng mà mình có một mạng thôi. Mình không có nhảy vòng vòng được. À, không rồi nhưng mà bây nhưng mà em đây... phải ngủ ở đâu chứ? Em phải ngủ ở chỗ nào đó chứ? À, em ngủ chỗ nào à, ấm ấm là được. Có chỗ nào anh không? Anh kiếm cho. Sợ anh hai anh biết anh nhận. Trời ơi cha này tôi mệt cha thì chứ.
Không sao không sao, bất tử. Ê, trong này ấm nè, em vô đây, vô đây. Cái này ấm nè. Em thấy cái nhà này nó ghê quá à, chỗ này ấm hả? Ừ, nằm đó ngủ em. Trời ơi, đi bơi hay vậy? Mày khùng hả? Cái con mèo nó nhảy tưng tưng nó bị điên hả trời. Em coi chứ nó không thấy chỗ nào ngủ. À, bên kia. Đây, em ghê quá, sư tử. Em ngủ tạm trên cái ghế này nó hơi mỏi lưng xíu mà không sao. Ờ, ngủ coi chừng lăn quang lại lăn xuống dưới luôn á. Chết luôn em. Cũng được rồi, cũng được. Em cỏ luôn dưới. Anh đừng có hù em, không sợ. Thôi rồi. Hai anh em mình đi ngủ anh hai ơi. Đi ngủ okay. Anh. Ồ, anh chết rồi. Ai ơi, còn sống mày. Em cũng vậy. Dạ thôi, thôi đi ngủ đi. Hai người này mắc cười quá. Hai đi ngủ thôi các bạn ơi, mai rồi tính. Bây giờ biết đường ra mai gì à. Ngủ thôi. Alo ông chủ hả? Dạ đúng rồi. Con bé đã hết giá trị lợi dụng nên tôi đuổi nó đi rồi. Bây giờ ông không phải lo, bí mật của chúng ta sẽ bị lộ. Dạ ok, tối nay tôi sẽ tới hang ổ của tụi mèo rừng để bắt chúng nó, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bán tụi nó. Dạ tôi hiểu rồi. Lần này tao sẽ bắt được tụi bay. À, tụi nó còn để mấy cái con báo sư tử này để chặn mình à. Tao có vũ khí hết rồi. Chết mày nè con, mấy thằng nhóc. Nhùm nhùm nhùm. Trời, cái tiếng gì vậy trời? Ủa sao nghe như tiếng của mấy anh bạn hổ báo cáo trồn quá. Ủa lâu không, hổ báo sư tử quá ta. Ủa, như có tiếng gì bên đây nè. Ai, có vụ gì trời. Ôi trời ơi, đang lúc cấp bách dính vô cái tơ nhện này nữa. Trời ơi, thiệt là tỉnh chứ. Ơi phải leo ra. Ừ, trời ơi, tức quá. Ra được rồi. Ủa, cái đó là thử săn. Cái gì? Thử săn lại sao lại đến đây? Chết rồi. Mọi người ơi, thử săn đến rồi. Cái gì ồn ào quá vậy? Cái gì ồn ào quá vậy? Có kẻ đột nhập kìa. Ủa là ai vậy? Ủa là ai vậy? Tôi gà đâu? À, hình như à, đi đâu đó rồi. Chắc đi chung cái con gì? Mèo cái đâu rồi. Tại sao giờ này lại đi? Chuyện gì vậy? Tụi anh này người mới hả? Ờ, cái này em của ta. Có chuyện gì? Nhưng mà có chuyện gì vậy? Có đứa đột nhập ở dưới kìa. Cái lũ đâu? Mèo ngu ngốc. Tụi bay tưởng tụi bay được giá là tụi bay có thể trốn thoát khỏi tao hả? Tao sẽ bắt tụi bay, bán tụi bay, giết, lấy thịt tụi bay để làm món tiểu hổ cho các anh em nhậu ăn. Cái gì? Ôi, mèo. Cái gì ba? Khoan! Dừng lại! Dừng lại! Cái đó! Thì ra em dụ tôi. Em đưa người nhà của em đến đây bắt bọn ta sao? Ủa đâu có đâu, em đâu có dụ đâu. Em không biết gì. Ủa mèo kia đâu rồi? Ra đây trước khi tôi bắt hết tụi ơi. Từ từ đem xuống em gặp ba của em. Ủa nhưng mà ba của em tại sao lại bắt mấy anh vậy? Hả? Lên! Ba ơi! Ba! Ủa? Con nhóc mày tránh xa tao ra. Ôi! Ôi! Ê! Tao nhớ ơi, tao nhớ là mày đã đi lạc rồi, sao mày còn ở đây nữa hả? Sao mày không lạc luôn đi sao? Sao mấy con chó trong rừng không ăn thịt mày luôn hả con? Ủa sao ba nói gì kỳ vậy? Con bị lạc. Ba mày đâu hết vậy? Còn cái con nhóc kia, tao nói cho mày biết, mày chỉ là con nuôi của tao, tao chỉ lợi dụng mày để mà mày giúp việc cho nhà tao. Bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi nên mày cút đi. Đừng làm phiền tao. Mày nhóc. Cái tên nó nói như vậy thì chắc không phải là ba của em đâu. Nếu không ba nặc đầu mà nói chuyện với con như vậy. Bây giờ em hãy đi lên trên đi. Để cho anh lò dưới đây cho. Nhưng mà ây da. Dạ. Đi lẹ đi. Mấy con mèo kia ra đây. Trước khi tao giết cái tụi ơi. Nghe cái thứ tên đó kìa. Bắt hụt không bắt hoài vậy. Nhưng sao ba của mình lại ác như vậy trời trời. Ôi, nhưng mà khoan. Nhưng mà hồi nãy hình như mình thấy cái gì á. Ôi,
Được rồi, bây giờ em ở đây đi, tụi anh sẽ xuống dưới đánh hắn. Anh đánh được không vậy? Cẩn thận nha. Ê, tụi bay không ra, tụi bay không con. Mấy bạn mèo bị nhốt kìa. Thì là bây giờ mình phải kiếm cái gì đó, mình giúp mấy anh mèo mới được. Từ từ, để mình đi được, mình xuống. Chỗ này, cái này mình ấp hết. Mày á mày, mày á mày. Dạ. Chết kìa. Cắn người, ta sẽ cắn người nè. Thôi lại toàn báo với sư tử không ạ. Thôi kệ đi, để mình sẽ đi lấy. Đi lấy gỗ để mình sẽ làm ra thành một cái Thành một cái cúp để mình giải cứu mấy bạn Ocelot. Tiếp ta đây. Mấy bạn mèo rừng. Đây rồi. Đáng ghét nè. Cái cúp ở đây, mình có 4 cái này. Mình sẽ làm ra một cái bàn chế tạo. Mấy anh đang đánh lộ ở đó, chắc đang giữ chân. Mày chết đi. Cái cúp, cúp đây. Mình đã làm được cái cúp rồi. Mình sẽ đi ra ngoài, đi hướng này được không ta? Được rồi, đi hướng này được. Ủa, đâu mất tiêu rồi. Thôi mình thấy ba mình rồi. Chắc là mình sẽ đi vòng qua ngoài sau, mình nhỏ lắm, chắc ba không thấy đâu. Mấy bạn có xe lót. Mày, mấy con mèo khốn nạn. Chết à. Ta sẽ cắn ngươi. Mày, chết đi. Chạy ra đi, đâu có người đáng ghét. Chết rồi, chết mất một bạn rồi. Còn cái bạn nhỏ này, bạn đi đó đi. Đi đây đây. Sao bạn không đi ra vậy? Ôi, con nhỏ kia, mày làm cái gì vậy? Chạy đây. Chạy đi em ơi. Cứu em. Mày dám phá bổn tiền của tao rồi. Cứu em. Chết rồi. Em cứ chạy đi, tụi anh đang cắn rồi. Chết mày rồi con. Chạy vô đây. Mày chết đi. Hình như là mấy anh mèo làm được rồi. Phải không? Anh được rồi. Anh cắn được nó rồi. Nó chết queo rồi. Buồn quá à. Sao vậy? Sao buồn? Dù vậy đó cũng là ba của em mà. Thôi, không có ba này kiếm ba khác. Sugar đắt đi nhiều mà. Ba đường á. Thôi đi anh mệt. Ba tô gà nè. Em buồn lắm rồi. Em ngủ. Ba tô gà nè. Ờ ba gì? Hello, à. Ba tô gà trở lại rồi nè. Đi chơi cho dữ vô, ở đây bị đúng đồ rồi. Săn. Đi chơi với con mèo cái nào vậy? Người đi chơi với con mèo cái. Có người ta đi kiếm lên, người ta về làm giường cho con cho em ngủ nè trời. Đừng có xạo nãy đi chơi với con mèo cái. Hẹn gì mà kiếm luôn, không có rồi. Cái đó là thợ săn độc ác hả? Có chuyện gì mọi người? Thì nãy giờ có một tên thợ săn đến đây bắt những con mèo khác chứ gì? Ấy, sửa chưa? Để tao sửa đó, chặt bà thằng nhóc đó. Đâu rồi? Ây da! Ngu rút. Trời ơi, ơi đi, buồn quá à, đi ngủ. Hey, sao vậy? Chuyện gì vậy? Thì kiếm sao luôn nữa. Bây giờ anh sẽ là ba của em mà. Ngon đi con gái. Ngoan đi con gái trời. Ngon gì ngon, người ta là ngoan. Ngoan. Rồi ê xuống đây, anh có tổ chức một bữa tắm chung các dòng họ nhà mèo nè. Anh em đã hết trơn rồi. Đây luôn. Tắm chung các dòng họ nhà mèo, nhưng em có phải con mèo đâu. Đây đi, cái này nè. Cái này nè. Đây. Nào. Đây nhìn xuống dưới đi. Vô tắm thôi. Tắm đi. Đừng sợ, người ta hiền lành lắm em ơi. Trời ơi, cái này là nhà loại mèo mà, nè, có nè, gì nè, đâu. Nè, không muốn tắm chung với sư tử không? Tắm chung con này đi. Để anh nói cho em biết một cái sự thật. Con Giang. Để anh nói cho em biết một cái sự thật, đó là em có biết không? Dòng họ của loài mèo là chúng ta có sư tử, có báo, có hổ, có báo đen các thứ. Còn đố em, dòng họ của con chó là có cái gì? Chó sói. Hai là cục cất chó. Anh nói là ba rồi, ba gì kỳ vậy? Đó, anh vừa dạy cho em một từ đầu. Thôi em không tắm đây, sẽ ngồi đây em coi mọi người. Trời ơi, mấy okay, người này có. Anh em tắm lên em ơi. Có cái tắm, tắm nhà mèo vậy hơi vui gì. Trời ơi, vậy là từ bây giờ mình sẽ ở đây chung với mọi người. Nằm hỏi với cục cất chó. Cái gì khùng ha? Là bây giờ em sẽ có gia đình mèo đúng không? Em sẽ ở với gia đình mèo. Xịu à. Ủa nhưng mà mấy con này không có ăn thịt em đúng không?
Thôi đó. Cái gì con? Ê, đút đầu vô miệng đi rồi. Ai đút đầu vô miệng đi. Mày cái đầu như chơi đó em. Thôi đừng có hù nữa, nếu vậy sao ở chung được. Được hết, có tụi anh lo, có anh cả nè, anh cả lo nè, anh cả. Đúng rồi, cậu cả trong dập phả. Cậu vô đi em gà. Chắc mấy anh này nó giỡn chứ không sao đâu. Để hốt mình đi làm quen với. Ây dạ, nó cắn cục tay tao rồi anh em ơi. Ê, ơi, ơi. Ê, nghe chưa, thấy chưa. Ê, cái gì vậy? Ê, anh ngon. À, tiếp mình ta người xứng đáng. Đừng có như vậy nha. Chắc không sao đâu. Chỉ có mình ta là người xứng đáng. Ôi, chạy đâu dữ vậy? Ôi trời ơi. À, có một cái bạn nhỏ xíu này nè. Ôi. Ây da. Ôi. Đừng. Ok, video clip này của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Các bạn thấy gia đình mèo này của mình như thế nào? Có dễ thương không? Và nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho mình cũng như là Nhớ quay đăng ký cho mình nha. Trời ơi, hết bị sư tử cắn, bây giờ tới mèo. Yeah. Chalot, nhưng mà tôi có biết nói chuyện tại vì tôi là người mèo. Mèo. Tôi muốn làm cái gì? Bác sĩ. Ủa là ai lên kêu? Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team, dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.